hoặc là cả thể là xin ha, cùng ca rất mầm manh này rồi. Phải gì đi rồi đi ngồi ngồi với thùng cá giáp mầm anh là mãi tôi tẩy cái này cả. Đồ giáp mầm anh ngồi hủ lan cả ha, tôi mình cho cả cho nó tôi mình cho tủ mãi xài ha. Sửa tay phú nhìn câu ấy thì tôi sửa tay phần tàu cai. Cảm ơn cảm nhật ta thầy xin kỳ gì ha, nó phải lục duyệt già mũ hầu gì xin già xây liền. Cảm ơn sửa tay cảm nhật ta vào bóng đại ca hãy chờ cái gò xanh phình quẩn ha, bóng đại ca phân hưởng là xịp hành mà sửa tay khi ấy tàu quá hãy kêu chù trường chinh cai à. Cảm ơn cổng tôi trường chinh cai hãy giới thiệu cai tôi trường hạ kìa ha, ở trong mấy cái con sách xin nó xin ngã lù à, hay dịp mảnh cơ chùa ngã tư bảy hiền á, mà dậu xin thiệu cái mảng hay chúng cùng là tại giác á, hay cái con sòn chiến cái, tại vì á hay lý sòn kịch, dĩ xin hay cơ chùa diễn mạnh truy cái hay cái lý sòn kịch hay, tại sao á hay cái con bạch duyệt cặp mình cái, tại sao á ở tại si á hay cơ chùa hoàng mạnh sầu cái ha, dĩ xin cơ chùa mù sinh cái. Cảm ơn chồng ấy đi gọi sòng chiến cai hải tàu á, nó để chậu trực pha xuất hơi á, hải hơi thung pha rồi đi gọi tại sập dị quần cả ha. Cảm ơn sập dị quần á, đi thiều cai đi gọi sòng chiến cai á, hải dậu cây quạt á, hải hoi phụt thiều cai cũng phụt ra chân lòi. Cảm ơn sửa tài phát thế sì phành cá chảnh nó hơi hải mày hoi cả ha, mày hoi phụt lù cả. À kỹ sĩ đồ à dậu à dậu à cây quạt hoi à. Cảm ơn hải tàu chặt đi ốc chặt chim mà ha, chặt chim ở khách xa xa trình khôi mà gọi chặt chim mà ha. Cảm ơn tàu chặt đi chim ốc cảm ơn ngồi vào lễ tối đồ phạt hả lúc bị đại ca thấy do cái quạt dành ca thì mang chủ thì mang chỉnh. Cảm ơn các sở tài dầu xuất phát ra hải tàu cảm ơn kinh cỏ hải tàu á hải dành ca mài ở đi bu chi mặt phẳng ha dầu quầy thổi tăng so phả cái mà sở đại phong đại cao phát nói sự hành á thầy dắt điểm làng á ha, dắt điểm Hà Châu Hàm thấy đồ cá mài tim phu mài vậy và đi tài lũ chậu xe cùng pha xuôi đi tài lũ xùy sam ha. Cái mà tài thiều cắm liễn nè coi dành dậu mạnh xanh ha, cảm ơn chậu xe ta on xuyên mũi chậu ngạch lù phí lọt lì ha, tiểu tài bây giờ mới chậu xin là bao hơi tàu rồi tài cảm ơn ngồi chậu ngạch lù nguy hiểm cơ ha, đội xỉm coi chậu phai á dậu gì bị xe quò đồ mài hú gì kiên đủ tung ngon kiểm tra tại thế dành cảm giác hơi tìm pha tung ngon kiểm tra cơ kiến có rồi chứ lại kiến đấu đó tiêm phu mài dẻ ha mài xì cho mài dẻ bị bây giờ số tài về mà anh kiến có điều cay phải bị đại ca thấy về mà điều cay thú vị nào rồi nếu mà điều cay thì sùng hải cái trung tâm tài sam quần tài dắt quần tài sập quần hay hơi phán hơi cái sân phu quần tài sập gì quần rồi mà phúc mùn diễn ha phúc mùn diễn kêu huyện hóc môn với đại ca. Cảm ơn sòn chiến cái đồ á dậu lượng khui ha, có khui có cái ẩu phù ra, nói tiếng khui đồ tiếng cái à dậu xây ti, chứ loại xí hoi phù tiêu cái. Cảm ơn sửa tài cảm nhận lại tối đồ á hay phát đi cái thầy mục á, hay lại tối tiếng hoàng pha tham dậu cái sĩ ha,
嚟到黃花潭街市嗰度，拍俾大家睇呢度啱埋啲衫褲啊，係二手貨嚇，咁啊二手貨嗰度啊啲舊衫啊，人家買翻嚟我哋著啊，我有啲嘢買翻嚟賣添啊，同埋嚟到度啊，順便啊更新呢個廣告啊，呢個黃花潭嘅街市啊，俾大家睇，俾大家知。 啲區一度係好少話人住哈，一大份係啲越南人住多嘅嚇。咁啊，島度望我對面有一間賣二手貨，寫嘅價錢啊幾大個號數係10,000蚊，同價。島度係邊條巷哈？各。 加埋條街喺度賣啊，賣衫褲啊嚇，見到好多人揀啊，喺度同價10,000蚊。啊，星期六啊，朝早晨啊，喺度啊又好旺噶，因為啊星期六啊喺度加倒啲新貨翻嚟，人家落買啊收啲新貨翻嚟啊，咁啊星期六啊倒出嚟喺度賣啊，好多好多人喺度揀嘅嚇。 揀緊啊，衫褲啊，喺度有啊，男裝女裝啊，啊，島賣一齊啊，喺度同價10,000蚊啊，啊，禮拜六係先啊開新貨，開新貨嗰度都有好多人嚟到度啊揀嘢啊，因為喺度佢又啊立雜啊，有啲係啊有時靚貨，有啲搲貨都有，同價10,000蚊好平啊，好多人嚟到度揀，揀而買我嚟啊翻寫賣翻啊。 啊！啲黃花潭度啊，我哋又見到啊！啲喺度係近而街市嚇，咁喺度人家係啊開個鋪頭嗰度賣嘢啊！啊，跟住又轉翻入去啦嚇！啊咁啊拍呢個黃花潭街市，一陣間小弟拍第二份啦。 係啊，去呢個黃花潭條街同埋共和街嗰邊啦，因為嗰邊有開闊條街，闊啊，闊係十幾碼20碼啦，小弟去嗰邊更新俾大家睇哈。咁啊，嗰個街係開闊啊嚟，俾啲交通啲車啊，係減喺在呢個共和街同埋啊長青街，因為。 5點下晝啊，好多人放工啊，喺度交通嘅車好多啊，好塞車啊。咁啊，就係島度係黃花潭街市啦。黃花潭街市喺度有咗幾十年啦嚇，以前啊一個細街市嚟嘅，係舊街市。咁啊，後來啊好多人買賣嘢啊，越嚟越多，咁啊街市喺度啊又開闊啊。 間小弟又走入一圈喺度，幫大家分享啲黃花潭度係有賣啊二手貨時裝。今日係星期二啊，街市喺度啊，都係。 有客噶嚇，唔係好靜啊！啲街市，因為啲街市係都係可以講啊大街市啊，見到人家賣啊好多生果啊。
Rồi sang cổng mòn Phủ Lan ha. Đó. Cái xe tuần cá dầu bãi cái đi dè mài á, đi pho bãi xài cái tù cay ha. Họ thì chỗ xe dập để rồi có tất cả chặt đi mà chỗ này thì tôi chung số thì cái xe đồ chỉnh đó là ha, mũ cũng mũ giờ cũng dịch nào rồi thấy đồ pin pin là phải bị đại ca thấy. À, ta sẽ đồ à. Kinh đủ trình là à, đồ ra mài à, đi xanh xăm phù à, cái sư thầy cháu dập đi xíu xíu thầy à, dập thì nó khui thầy mài đi gì xấu phò đi cầu cầu xăm phù. Cái街市見到好多嘢賣嚇，又有賣舊嘢，又有賣新嘢。啊，又賣啲假金鏈啊，啲假金啊，啊，但都好靚啊。À, ở đây mày hại sao đi hại cái cảm giống bãi với mày đó đồ hay đi khuyên cá mài cầu cầu sam phù là ha à, kiến đồ bãi à, à muốn trời xa dầu xuất trung cán thiểu lụ là à, đồ cá mài thòng sủi. À, kiến đó cái xin đó kiến chạy ha, mà gì mà vui. À, đồ dầu kỳ xe, cái đồ yên cái hạt kỳ xe, cũng mà hành đồ vào phải cái xì. À, đồ mài cầu dễ ha. À, cầu dễ rồi kiến đó đâu tạm ha.
我條裙子伸力舊啊，見到啊好靚嚇，好新鮮啊！其實有啲裙咧咁靚，我哋都買翻嚟都少著噶，因為幾時去去飲啊，去上酒樓啊，又乜嘢節目啊，咁啊先著一試。啊，走經過啲巷度，加埋啊一嚿嘢啊！喺度加埋舊嘢係賣臘雜啊，賣好多架餐啊，又賣時裝啊，又賣嗰啲啊啲攤啊，嗰啲餐啊啲嘢啊，賣啲舊嘢啊。家陣啊，物質太多啦嚇，好多嘢家用唔曬咁啊，要賣要掉，咁啊有啲人啦，誒對佢冇啊爭啊，咁啊佢又啊喺度啊買啦。邊果仲加埋生果，嗯，啊，下晝啲中數，見到佢仲剩好多嘢噶嚇。喺度賣番薯啊，芋頭，薯仔，木瓜啊。種種好多瓜菜，喺度賣雞。因為中數小弟嚟到度係街市，人家休息啦嚇。我哋嚟朝早啊，先熱鬧。朝早我哋入到度啊，又我哋又唔係幾易入啊，因為太多車多人。啊！見嗰度賣雞雞，啊！喺度賣二手貨啊，啲舊衫褲，喺度有寫定價錢，啊！件衫度係30,000，咩50,000。喺度同價5仙，嗯，啊，見到佢啊，啲衫褲真係好多嚇，啊。Dạ, em đi qua em xem anh ơi. À, trung gian thì lộ mòn lượng phiền nè. Wow, cái đó xăm hù à. À, thùng càm xin hả rồi.
哇！啲衫嗰度啊，佢哋倒啊，滿曬成間屋啊，大家嚇，成間屋度滿曬衫褲。啊！真係多啊，滿曬成間屋。喺度啊，包換嚇，唔俾翻錢啊！買完啊算，咁啊唔啱啊，點樣啊？咁啊又啊換翻第二樣。見到佢擺埋幾多？嗰度個價錢就唔同啦，呢度價錢佢又啊5萬、7萬蚊一條，一件衫條褲。賣嗰啲嗰啲啲手鏈啊，同埋嗰啲嘢大時裝啊，到度係賣嘢食，我係擺個廣告啊嘛，介紹啊，擺曬中間嘅路度啊，同埋奔馳、奔駒。同埋啊，煲馍、煲蚊啊，賣嘢食啊，喺度廣告地個牌啊，掛在中間條路唔俾走。喺度有間賣舊嘢嚇，喺度間賣舊衫褲。其實有時我哋去買舊嘢，有時買中啲靚嘢啊，係好好用、好好著嘅、好靚嘅啲布。有出邊街市嗰度係人家賣啊，嗰啲啊時裝啊，賣生果同埋鮮龍果啊。啊！星龍果到紅星龍果一機係35000。啊！星龍果到小弟見到個價錢貴過新街市嗰邊嚇，新街市呢邊星龍果22000-25000一機，喺度賣到35000一機。啲吉度見到細細個35000一機。哇！啲生果度小弟見到啊，又唔夠新鮮，比較呢個新街市嗰邊賣。同埋喺度見到啲嘢唔係新鮮，但係價錢好貴啊！有可能喺度啊，喺度啲嘢賣貴過啲啊！走出嗰度嚇，而家又賣啊賣袋啊，賣袋賣書包、皮袋、布袋，度賣啊時裝衫褲。啊！喺度介紹小弟見到間賣生果啊，講喺新街市嗰邊咧，小弟覺得嗰邊平過啊。有時喺度間係攞貨啊，喺新街市攞翻嚟呢度賣噶，咁佢哋賣貴啲好平常。
店面度而家都系卖旧时装衫裤。我见到都当下拣紧啊！咁啊，旧嘢喺越南，我哋叫做露丝达，露丝根轻，露丝达。啊，日文系叫做咁样叫。仲有我哋叫係啲二手貨，啲舊衫褲啊。啊，喺度有間賣童價100,000蚊一件衫一條褲嚇。10,000蚊買一嚿嘢，唔知各位大家抵唔抵覺得？最少係睇呢種唔係幾新鮮啊！新鮮啊，100,000蚊啊買抵啊！見到好舊啊！走出呢度咧，同價10,000蚊啊！啊，你近啲拍俾大家睇。一边啊，见到又写价钱同价10,000，喺度拍俾大家睇下先啊，同价10,000蚊啊喺度，啊，譬如呢度啲外衣同价10,000蚊啊，买都抵嘅大家。喺度10,000蚊，望好靓噶，都唔错噶，10,000蚊都唔错啊！喺度见到间卖菠萝系一个8,100,000。喺度啲姐賣吉啊！賣緊吉啊！見到啲嘢都好新鮮嚇，有嗰度10,000蚊啊！見到啊，好似10,000蚊一樣啊！唔知大家各位有冇認為啊？見到出邊10,000蚊同埋100,000蚊啊！同價，一兩個零啊，個價後邊係意思係100,000嚇，粵文叫做100,000啊！見到。唔係幾新鮮啊，見到好舊啊嚇，100,000蚊覺得啊，我哋買到出邊啊，頭先嗰個鋪頭買到十件衫啊。真係價錢好似睇件唔知點樣講。100,000蚊同埋10,000蚊，但係見10,000蚊又有好多客揾睇嚇，有100,000啊冇人望到，走入度加賣鞋，賣袋，
度跟埋生果。生果是邊個街市都係差唔多咁樣啦，啲生果。生果是只係靠收15啊最好賣。嗰度賣舊嘢啊，賣反嘢，賣舊嘢，賣有都賣有賣衫褲啊，賣好垃圾啊，咁嘢都有賣。譬如邊位中意買舊嘢啊，我哋都可以出嚟啊，啲黃花探街市啊，我哋啊睇下啦嚇，參考下啦，參觀下啦啊，黃花探出嚟參觀，參觀嗱係啲局觀人家，參觀啊大家。小弟又走隔離喺度啊，係邊邊啊？呢條巷啊，大家小弟又走翻出去呢個黃花潭條街。啊！啲街巷嗰度見到啊～我冇買嘢嚇，冇買舊衫褲，好似嗰邊啊，見到有賣啊，喺度有間賣啊，啊喺度賣賣啲日本同埋啊韓國，呢度有架汽車，而家走緊出嚟嚇，咁啊邊下小弟嚇，小弟嚇，啊小弟企喺度拍俾大家睇啊嘛，邊下真係要走啦，唔走人家要開車。喺度見到間賣舊嘢啊，見到啊靜啲啊，唔好似嗰邊咁熱鬧。啊！啲黃花探條街啊，下晝都好塞車，好犀利啊！啊！就黃家放工，呢條街啊，哎呀，塞到啊！從埋呢個共和街到呢、這個長尖街啊！啊！嗰度我都見到有一間賣舊時裝啊！一間賣舊時裝啊，見到啊靜啲啊嚇！嗰度好似係賣女仔時裝啊，見到啲裙啊，啲女仔裙啊多啊，唔知價錢幾多錢又冇寫價又唔知啦。喺度見到間賣好多啲烏雞啊，賣烏雞燒鴨，有賣燒肉添。啊，烏雞度一隻嘅係19,000。咁啊，小弟又走翻出道係長尖街啊，小弟喺度又暫時停嚇。小弟又好開心，今日幫大家分享呢個黃花潭嘅街市。賣二手貨同埋傳統啊，一個街市街陣啦，又好淡啦，同埋啲鐘數又好靜啊，咁啊好開心，又拍啲個視頻幫大家分享。咁啊，小弟街陣喺度停啦，小弟祝大家各位身體健康，萬事如意，工作又順順利利啦。小弟有講粵語唔係幾好，都希望大家包容同埋多指點。咁啊，再見翻大家各位啊！接續新個八視頻啦，拜拜，再見大家。